đi đi tới cây đi. Hình như gà nó đéo lớn được không ơi, nó không ăn nó không lớn được, đéo đỡ được. Mai ở đây có trứng, đéo hiểu. Để tôi đi hỏi con Robin xem là nó có cách nào vận chuyển chuồng gà không. Hôm nay còn đéo nhiệm vụ gì luôn. Robin ơi, nhà Robin đâu nhỉ? Nhầm đường mẹ. Đấy thử em. Ông mạnh rất là vất vả vẩn em về nhà, lại còn đi linh ta linh tinh mất cần phải tìm ạ. Đâu chị ơi, em muốn vận chuyển cái chuồng gà đi chỗ khác. Đấy, đi à đấy, movie building rồi. À có movie, à di chuyển được không ơi? Di chuyển được, di chuyển được. Đây rồi. Để tôi di chuyển ở chỗ có cỏ. Đấy, cái gì chuyện đây? Thật mau ạ. Di chuyển lên đây cho nó có cỏ mà nó mới sống được. Mấy ông nào đều dọn bớt rác thải ở chỗ này đi. Tôi xuống chỗ dùng nhà câu cá đi. Đấy. Ok chưa? Mất tiền không chị ơi? Có mất tiền không? Cảm ơn chị nhá. Đây về kiểm tra chuồng gà trong vòm nào. Thì ra tại mà nó không có đồ ăn ạ. Quá rét luôn. Rồi di chuyển rồi, di chuyển rồi, di chuyển rồi. Ơ thế cả ngày hôm nay không ai tới cây à? Thế không đùa tôi đấy à? Hả? À? Cây ở nhà chưa ai tới này, chưa ai tới tí nào này. Đâu hết rồi. Xuống mẹ hang tìm được một đống cần đéo ở giam ba cây va vẩn va. Đéo hiểu ạ. Mình tới á. Tôi đang đào hang làm mỏ cho các ông. Cẩn thận chết. Cắn tao đau thế, con Kirby này. Đi. Nó gần cổ anh chắc mọi người tự ra ăn được đúng không? Đi lắm con pháp sư quá. Hai mình chống hẳn lên trên này đi. Ơ kìa. Lag à, sao đều đánh được.
đi lát ha. Ui ui sắp chết mẹ rồi, chạy đi chạy đi chạy đi, chết đừng để chết, con này bắn nó xa, chạy theo. Nông dân chạy bằng mắt à. Nông dân chạy bằng mắt này. Máu mày luôn. À, tao né hết rồi. Gặp bà tao cũng không sợ lại đâu. Thằng ngày hôm nay tôi chỉ chăm lo cái chuồng gà ấy khổ. Ô, nhà The Ruby ấy. Cái mày không tới cây à? Tới cây có ra tiền đéo. Tới cây không ra tiền thì cái gì ra tiền? Mình cứ nung bao nhiêu vàng là mất bấy nhiêu, đéo hiểu. Mấy ông toàn lấy vàng đi đéo đâu. Mình thì đít vả xuống dưới cái đào. Đéo hiểu, đi thoảng đêm nó cứ tự an táp ra. Máy cùi chứ sao nữa. Không an táp thôi. Đéo tới moi cả tay ạ. Kiệt cả sức ạ. Đào moi cả tay chưa thấy đường xuống. Đấy liền. Mệt quá, đường xuống đâu. Ui bạn. Vẫn lời em. Tôi làm bạn với quái vật. Là sao? What a Zumeo Keeper. À ông làm xong những cái vụ ở ấy gì? Không có nhiệm vụ về bảo tàng. Sao mai chưa thấy đường xuống? Mà lừa đảo à, đường xuống đâu? Không có đường xuống đâu, đừng có hy vọng. Mà quân lừa đảo, quân khốn nạn. Bán quên lên kéo chơi nữa. Gì đấy? Không có vật nữa, chứ sắp đây rồi. Hey, what friends? Đào bị điên rồi. Mà vào giá nặng lấy nhá. Đào bị điên rồi. Em lại đi đâu rồi? Đã xuất lúc nào cho bị điên. Đã thế thì gì xong đừng điên nữa, bản chất quái chú trỗi dậy rồi, đừng điên nữa nào, ôi đừng điên nữa. Nhà chả có gì đâu. Ui đi vậy tí nữa lùng thùng rác bị Penny phát hiện à. Đó con này giờ nó đi theo tôi nhá. Đi con quái vật đây đâu. Đâu 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 xem nào. Chẳng ngày hôm nay chả làm được cái mẹ gì ạ. Chứ đi đăng quăng. Ngon, lục thủ giác được. Bà Robin ơi. Bà với cái bà xây dịch của tôi cái chuồng gà trong bò một cái. Đà nè nè nè. Chết. À không phải tặng rồi xây chưa. À tặng rồi. Ồ củ cải về đấy. Dừa nữa thì phải bán mấy a rốt. Đéo hiểu à ông Đạo ơi. Gì mất về đi ngủ đi. Nếu hiểu nhà vụn gà ngày mai nó có ăn được chưa? Hy vọng nó ăn được rồi.
đừng có điên nữa. Dẫu về kịp rồi. Dẫu 9:80 cũng về kịp rồi. Quặng lửa này có cần không nhỉ? Cái gì đó quặng lửa đấy đi. Đi mà mở hút tinh ra toàn. Ông mở hút tinh kiểu gì? Ông đang lấy cái mỏ sao hút tinh? Đi bộ. Đạo ơi, làm tối cho cá từ thịt bò kiểu gì đã? Hả? Làm mồi cá từ thịt bò kiểu gì? Làm cá từ thịt bò á? Làm mồi cho cá từ thịt bò ạ. Chiêu. Đẹp. Ôi, thức cá cần đưa. Cái máy... Làm kiểu gì? Bật sâu đây đi. Mãi chưa kiếm được cái hạt giống tổng hợp nữa, ngon. Cầm đi trồng thôi. Trồng thôi. Những cái gì trồng quý giá nhất nhà thì mình... Cái gì? Cái gì quý giá nhất nhà? Mấy cái còn lại thì không cầm được. Đéo hiểu ông đạo, ông Huy Anh, ông điên lừa. À? Điên cái đéo thì cắn mình đây. Không bị điên nữa, không cứ chặn đường tôi làm cái gì? Con chó ghẻ nó chặn đường tao làm cái gì? Cút. Cậu vàng đây. Để yên đi. Đi ngủ đi. Con cái keo lép nha, sao rồi à. Đi ngủ đi. Đi. Ai, ngủ đây. Ô cái gì đấy? Có sự kiện gì? Hả? Con gì như mông nữa chưa? Sửa đường dây cho anh. Phải lên, ngon. Level 2 combat ạ, vãi gì? Đéo hiểu ạ, trong cả ngày hôm nay kiếm được 1.200 tiền này. Các ông có nhìn thấy không? Có. Nhìn đi. Cái con mông á, cái con mặt mông nhá. Ừ. Cái con đấy là anh bảo nó sai nó đi. Được. Sửa đường dây cho thằng clean làm gì? Nếu hiểu sửa đường dây cho thằng đéo không biết. Để con gấu lại. Đây. Đéo hiểu cứ nghịch. Có đi bè con gấu mình đâu. Không mang ngày lễ hội nha. Đưa vàng cho tôi, đéo hiểu ạ. Mình đảo lấy bao nhiêu vàng rồi. Là lấy hết rồi. Lão hiểu hiểu. Theo hiểu luôn. Lão điên à. Giả vàng đây. Điều gì cũng bảo mình. Ông đội mũ trắng kia. Tôi nhìn rõ là ông ấy. Giả vàng đây. Ông là ông Huy Anh đúng không? Gì? Ông là đứng kia đúng không? Ừ. Đưa vàng đây. Tôi cầm đâu? Đừng có nói nhiều, đưa đây. Ô gì đó nào ông lấy. Ôi, ông đạo mà. Đạo kẹt. Tôi đi xe buýt đây. Đi ra lễ hội này. Hôm nay ngày lễ hội đấy. Lễ hội cái đéo gì có... chúng ta không nên đi lễ hội. Đéo có trứng mà lễ hội. Trứng cần đi trứng, ông điên à? Đây vàng của ông đây. Vàng nén của tôi. Bán đi, cầm bán đi, mà lấy tiền. Để tôi đi mua bán gà. Bán cái o á. Bán vàng. Cái cục vàng ông vừa lấy ở trong đấy. Cục vàng ông vừa lấy trong lò đâu. Bán á. Còn không để. Địt, bọn gà nó vẫn đang khó chịu ạ. À. Đéo hiểu luôn. Gà đến kỳ mẹ rồi. Nó đéo cho ra. À đấy, gà nó lớn rồi đấy. Có một con lớn rồi đấy. À, ngon. Còn mấy con nó vẫn đang bị khó chịu thôi. Chứ có mấy con lớn rồi. Không cho ra đâu. Mày đi ở chỗ khác này. Đây bọn gà ăn được rồi. Bây giờ nó mới ăn được ạ. Ngày hội trứng rồi kìa. Đi lễ hội đi. Ngày hội trứng rồi, đi thôi.
ngon nào, ngon đồ ăn hương ngon, hương khỏe này. Thế là nó còn hút phù thôi. Nốt cho ấy nghỉ nhá. Ông Hen chuẩn bị nghỉ chưa? Nghỉ kia. Nghỉ kia. Mấy đâu nghỉ? Nghỉ kia. Ừ. 5 giờ. Hỗ trợ lễ hội trứng này năm ngoái đi rồi mà năm nay nó cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Có hạt giống dâu này, đéo có cái gì để đáng mua. Hạt giống dâu rồi không biết là trồng có ra cái gì không, mua mấy hạt phải trồng nhá. Bắt đầu mày đi rồi mày, mua 5 bắt cái đầu đi. Lễ hội đi con thỏ bán 2.000 này tránh ra thôi, vớ vẩn mua đéo. Cái gì? Biết rồi, trò này biết đâu rồi. Ai biết gai đâu rồi? Ai biết gai nói chuyện với mấy thằng điên này làm gì? Tránh ra lên kia đây. Tôi mua 50 hạt giống dâu rồi không ạ? Bắt đầu lễ hội đi. Bắt đầu lễ hội đi. Các bạn trưởng làng ở đây, trưởng làng rồi. Bắt đầu rồi. Nào, bây giờ là lễ hội à, bây đi tìm trứng cái này. Phát lời đéo để thua nữa. Năm ngoái là con Abigail thắng á, nếu hiểu. Kít đâu. Kìa, waiting for play kìa. Anh em đâu hết rồi? Ông Huy Anh. Lại phải làm gì? Bây giờ đi tìm tìm trứng, tìm trứng. Đi tìm những cái viên này, này tôi nhìn một quả rồi, họ ăn một. Quả trứng như trong chuồng gà gì? Gần gần giống thế. Ít vào trong này kiểu gì? Đi đi đây rồi, hai quả easy. Lần này tôi sẽ top 1. Ba quả easy. Đâu được đi đi tôi 5 quả mẹ rồi, 5 kìa. Thằng ấy tránh ra nhá, cứ hỏi tao như thế nhá. Đi mèo quả trứng trong lâu kêu lên. 4 quả. 6 trứng quả. 6 kìa, cái 6 thì nhanh thế. 5 quả. Hết vào rồi, đi 5 quả. Cá thì được nhất nhẹ rồi. 6 quả rồi. Đéo hiểu, tại sao? Ơ, thằng Trúc à. Bây giờ người chiến thắng. Ai? Đi, điêu, điêu. Game mày bị lỗi mẹ rồi. Điêu hiểu à. Là chú tuổi lơi à. Điêu. Điêu biết trứng nó màu mè. Ở trứng nó trứng. Ở đây nó có một xanh đỏ nữa. Vẫn nhìn như lên. Thắng một xanh bạo. Lễ hội như cực. Có cái nhóm. Đéo có hiểu à. Đưa ngay cục quà ngay cho tôi. Đưa đây. Trong người tôi giờ đang chữ một lượng vàng. Chữ con kìa. Đưa đây. Vàng này của tôi làm ra. Vàng tôi đi nhặt đào mỏ. Đào cực. Đưa hết vàng đây. Đưa cực. Đưa hết vàng đây. Đưa tôi mới quặng vàng đó, để tôi chế nốt nào. À, nhớ để lại một cái sum lơ để tôi. Đéo để đi hết. Đi ngủ đi. Nói nhiều. Nhìn có con gấu mình đâu. Ngày mai là có trứng rồi cho ông nhá.
À tớ 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 mày đi xe buýt không? Đi đi trộm cắp ở dưới. Thôi mày chơi bên đây thôi. Đi sao giấu đây? Tôi đang tìm cái hạt cái phân bón của tôi mà đéo biết đâu rồi. Ra mà lấy đồ của hiệp ấy. À đây là phân bón đâu rồi. Tôi đang cần. Ta đét. Đưa đây. Đi. Đi. Bón cho mấy cái hạt dâu rồi xem mà nó có lên được không. Đi ngủ đi. Mai tôi đi xe mới xem. Thôi nghỉ đây thôi. Chơi ấy quá. Nghỉ cái gì vừa mới sửa. Trời kiện vơ ba phần. Kệ đi. Ồ quá. Ông Mạnh à, ông Hiệp cũng sắp về rồi. Sẽ đợi ông về. Ông mới chơi với. Trời cái gì nữa đi ngủ.